Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt US 1040. Đây là chương trình US Hot News, những tin tức nóng nhất nước Mỹ được thực hiện vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị những bản tin nóng về nước Mỹ như sau. Bản tin thứ nhất, nước Mỹ bề bộn với các sự kiện dự đại dịch COVID-19 và khả năng xảy ra tranh chấp pháp lý từ sắc lệnh hành pháp và ba bản ghi nhớ của Tổng thống Trump ban hành vào ngày thứ Bảy 8 tháng 8, 2020. Bản tin thứ hai, không hiểu sao khi tỷ phú Bill Gates gọi vụ mua TikTok là ly rượu độc. Bản tin thứ ba, một tin gây chú ý lớn với việc Bộ trưởng Mỹ tới Đài Loan bắt đầu chuyến thăm học hỏi kinh nghiệm chống dịch. Bản tin thứ tư, cố vấn an ninh Mỹ cho biết Trung Quốc đang nhắm đến hạ tầng bầu cử Mỹ. Bản tin thứ năm, nước Mỹ nhức đầu với việc làm thế nào để 26 triệu học sinh đi xe buýt đến trường an toàn khi trường học mở cửa lại. Bản tin thứ sáu, thật đáng lo ngại cho người dân khi vào ngày 9 tháng 8, Orange County, Cali báo cáo có thêm 565 ca nhiễm và 6 trường hợp tử vong. Bản tin thứ bảy, người giàu của Mỹ đã chi nhiều tiền để giữ chỗ học tại các trường điểm cho con. Bản tin thứ tám, Mỹ lập kỷ lục với hơn 5 triệu ca nhiễm virus corona. Sau đây là chi tiết toàn thể các bản tin. Bản tin thứ nhất, nước Mỹ bề bộn sự kiện giữa đại dịch COVID-19 và khả năng xảy ra tranh chấp pháp lý từ sắc lệnh hành pháp và ba bản ghi nhớ của Tổng thống Trump ban hành vào thứ Bảy 8 tháng 8. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp và ba bản ghi nhớ vào thứ Bảy nhằm cung cấp viện trợ kinh tế cho những người đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19 với các lợi ích bổ sung cho người thất nghiệp, cắt giảm thuế cho người lao động. Các hành động pháp lý mà theo nhiều người nhằm vượt qua những bế tắc trong cuộc đàm phán để gia hạn cứu trợ và có thể đối mặt với các thách thức pháp lý. Hành động gây tranh cãi nhất là sẽ ban hành việc khoản thuế trả lương cho những người kiếm được ít hơn 100.000 đô la. Đó là một ý tưởng vấp phải sự phản đối của lưỡng đảng trên đồi Capitol. Tổng thống Trump đã cố gắng mở rộng trợ cấp tốt nghiệp với mức lên tới 400 đô la mỗi tuần. 25% còn lại là 100 đô la mỗi tuần sẽ do các tiểu bang trang trải. Con số đó được cho là nằm trong phần mở rộng 600 đô la mà đảng Dân Chủ tìm kiếm và 200 đô la mà đảng Cộng Hòa đề xuất. Trung cũng đề xuất gia hạn lệnh đuổi học và quản thanh toán khoản vay cho sinh viên và tha thứ các khoản lãi của họ. Một số chuyên gia cho rằng đây là một chương trình hoàn toàn mới, đó là một chương trình hỗ trợ cho những người bị mất lương, nó yêu cầu tạo ra một hệ thống hành chính hoàn toàn mới. Cuối cùng, theo bản ghi nhớ, một cá nhân chỉ có thể nhận được khoản phúc lợi liên bang 300 đô nếu người đó thỏa mãn điều kiện đầu tiên là họ phải có được 100 đô la từ tiền trợ cấp từ tiểu bang của mình. Điều này sẽ cắt giảm một nhóm lớn những người chỉ nhận trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang của mình dưới 100 đô. Do vậy, có những ý kiến trái chiều gây tranh cãi tại điều kiện này mà sắc lệnh liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp từ liên bang. Mặt khác, bản ghi nhớ mà Trung ký hôm thứ Bảy nói rằng các tiểu bang phải đồng ý ký kết một thỏa thuận tài chính với chính phủ liên bang, yêu cầu các tiểu bang nhận 25% phúc lợi để cung cấp cho người thất nghiệp được viện trợ. Nếu một bang nói rằng họ không có tiền hoặc không tham gia vào thỏa thuận, họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp bổ sung nào liên quan đến trợ cấp thất nghiệp từ liên bang. Bên cạnh đó, việc khoản thuế trả lương của Trung gây tranh cãi dữ dội, phe Dân Chủ nói Trung đưa ra chính sách thuế gây mất ổn định an sinh xã hội, thậm chí còn nói rằng đó là sự chiếm đoạt quyền lực vi hiến từ quốc hội, là một cách thức hậu thuẫn để làm suy yếu an sinh xã hội và Medicare, các chương trình quan trọng cho hàng triệu người về hưu của Mỹ. Có quá nhiều tranh chấp và yếu tố pháp lý được đưa ra, không hiểu sắc lệnh hành pháp này và các bản ghi nhớ của Trung có thể vượt qua các thử thách pháp lý để người dân Mỹ đang gặp khó khăn tài chính có thể sớm nhận trợ cấp thất nghiệp từ liên bang 400 đô hàng tuần, mà thực chất liên bang chi 300 và tiểu bang chi 100 như Trung đưa ra hay không. Tuy nhiên, người ta thấy Tổng thống Trump rất tự tin khi nói với báo chí rằng tôi nghĩ rằng điều này sẽ được thông qua các tòa án rất nhanh chóng.
Chúng ta hãy chờ xem tiến triển của sự việc như thế nào. Bản tin thứ hai, không hiểu vì sao tỷ phú Bill Gates gọi vụ mua bán chiếc tóc là một ly rượu độc. Người đồng sáng lập Microsoft đã gây chú ý lớn khi đánh giá việc mua chiếc tóc không hề dễ dàng. Theo ông, không ai biết thương vụ này sẽ đi tới đâu và nhưng đây là một ly rượu độc. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ việc ông đã phát biểu trên bài phỏng vấn trên tờ Wired. Tỷ phú Mỹ cảnh báo việc trở thành ông lớn trong thị trường mạng xã hội không phải là chuyện đơn giản. Bill Gates hiện là cố vấn công nghệ cho Microsoft. Theo ông, việc Tổng thống Mỹ yêu cầu ứng dụng TikTok của Trung Quốc phải bán cho một công ty Mỹ là một điều hơi lạ lùng. Đặc biệt là đòi công ty mua lại ứng dụng này trả một khoản lớn lãi quả cho Bộ Tài chính Mỹ nếu chốt được thương vụ đó, đang gây ra chú ý cho mọi người. Bên cạnh đó, Microsoft cũng xác nhận kế hoạch mua lại dịch vụ TikTok tại thị trường Úc, Canada, Mỹ, New Zealand và thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 15 tháng 9. Đây cũng là thời hạn Tổng thống Mỹ đặt ra để TikTok chốt thỏa thuận. Ngoài ra cũng có tin là Twitter cũng đề cập tới với Biden ý định mua lại hoạt động tại Mỹ của ứng dụng TikTok. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ Twitter có thể vượt mặt Microsoft để đạt được thỏa thuận với Biden trong vòng 45 ngày tới hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 6 tháng 8 giờ Mỹ cho biết ông đã ký sắc lệnh hành pháp để cấm mọi tổ chức và cá nhân giao dịch với công ty mẹ TikTok WeChat sau 45 ngày nữa. Bản tin đặc biệt thứ ba từ nước Mỹ lại có một tin gây chú ý lớn với việc Bộ trưởng Mỹ tới Đài Loan bắt đầu chuyến thăm học hỏi kinh nghiệm chống dịch. Tin tức chung cho biết chuyên cơ chở Bộ trưởng Y tế Mỹ là Olive Asia đã hạ cánh xuống Đài Loan bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Trong thời gian ở thăm, ông Bộ trưởng Y tế Mỹ dự kiến gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Bộ trưởng Mỹ tới Đài Loan vào chiều 9 tháng 8, truyền thông địa phương cho biết ông này và các quan chức tháp tùng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh nhưng được miễn cách ly bắt buộc. Bộ trưởng Y tế Mỹ dự kiến gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn trong chuyến thăm 3 ngày này. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin nói rằng ông sẽ ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế và thăm Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan trong ngày 10 tháng 8. Theo yêu cầu của Đài Bắc, tất cả các quan chức Mỹ bao gồm các ông Bộ trưởng Y tế Mỹ phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian đến thăm. Người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan tuyên bố sẽ nhận trách nhiệm nếu phái đoàn Mỹ là nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát trở lại. Bản tin thứ tư, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Trung Quốc đang nhắm đến hạ tầng bầu cử Mỹ. Theo đó, thông báo của ODNI nói rằng Trung Quốc đang mở rộng các nỗ lực ảnh hưởng của nước này trước ngày 11 tháng 11 2020, cũng như nói Nga đang cố gắng hạ bệ ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Tuy nhiên, thông báo lại không cáo buộc cụ thể Bắc Kinh liên quan đến các nỗ lực tấn công chống lại các hệ thống liên quan đến bầu cử của Mỹ, theo Reuters. Ông Ryan nói trong một chương trình Face the Nation với CBS rằng họ muốn thấy Tổng thống thua cuộc. Ông Ryan nói rằng Mỹ đã chứng kiến các tin tặc cố gắng xâm nhập vào các trang web thuộc các văn phòng của Bộ Ngoại giao trên khắp nước Mỹ và thu thập dữ liệu về người Mỹ. Các văn phòng này là nơi chịu trách nhiệm quản lý các cuộc bầu cử cấp địa phương. Hãng tin Reuters cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia lẫn ODNI vẫn chưa bình luận gì về phát biểu trên CBS của ông Ryan. Bản tin đặc biệt thứ năm, nước Mỹ nhức đầu với việc làm thế nào để 26 triệu học sinh đi xe buýt đến được trường an toàn khi trường học mở cửa lại. Có tin tức nói rằng các học khu trên toàn nước Mỹ đang nhức đầu về việc làm thế nào tạo môi trường an toàn cho học sinh khi vào lớp học, nhưng cũng như đối phó với một vấn đề cấp bách, cấp thiết hơn, đó là làm thế nào để 26 triệu học sinh đi xe buýt đến trường an toàn. Vấn đề giữ khoảng cách an toàn trên xe buýt cho học sinh là một vấn đề nan giải mà cho đến nay chưa có ai có câu trả lời thỏa đáng nhất. Có quá nhiều câu hỏi được khuyến cáo như liệu các học sinh có chỉ dấu nghi ngờ nhiễm COVID-19 có phải được đưa lên hàng ghế đầu hay không? Có nên sắp xếp lại chỗ ngồi cho học sinh trên xe buýt hay không? Các học sinh có phải lên xe từ phía sau cửa hay chăng?
liệu có nên giảm số học sinh chở trên xe hay không. Nhiều trường đang thăm dò với phụ huynh để biết có bao nhiêu học sinh sẽ đi xe buýt và bao nhiêu học sinh đã được gia đình đưa đến trường. Những nơi khác đang phải có quyết định về mức chuyên chở của xe buýt và phải chọn lựa giữa an toàn và khả năng chi trả của học khu. Một ủy ban nghiên cứu vấn đề này nói rằng khoảng cách an toàn 6 feet, tức là 2 mét, là điều không thể thực hiện được do cả lý do tài chính lẫn lý do điều hành. Do vậy, họ đang nghĩ tới việc mỗi chiếc xe có sức chứa 72 học sinh chỉ chở 24 học sinh, hoặc có thể nhiều hơn một chút nếu các học sinh cùng gia đình ngồi sát cạnh nhau. Bản tin đặc biệt thứ 6 thật đáng lo ngại cho người dân khi vào ngày 9 tháng 8, Orange County, Cali báo cáo có thêm 565 ca nhiễm và 6 trường hợp tử vong. Người ta gọi là OC Cali đó quý vị. Sở Y tế Orange County cho biết có thêm 565 ca nhiễm COVID-19 được báo cáo vào hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 với 6 ca tử vong. Với con số ca lây nhiễm mới, trên tổng số ca lây nhiễm tại Orange County là 39.641 trường hợp, tổng số người chết là 726, theo báo OC Register. Dữ liệu tử vong được tính trên hồ sơ khai tử và gom lại từ điều tra các báo cáo và việc tổng kết cần nhiều tuần lễ. Có 14.665 ca xét nghiệm mới vào Chủ nhật, như vậy tổng cộng 474.144 người đã được xét nghiệm tại Orange County, với tổng số người hồi phục là 29.931 trường hợp. Hiện nay có 487 người phải nhập viện tại 33 bệnh viện, bao gồm 163 người phải chăm sóc đặc biệt, và vẫn còn 43% số giường bệnh tại các phòng chăm sóc đặc biệt tại Orange County, theo Bộ Y tế tiểu bang. Được biết, số người nhiễm tại các thành phố chung quanh Little Sài Gòn tính đến Chủ nhật ngày 5 tháng 7, theo ghi nhận của báo OC Register cụ thể như sau: Santa Ana 769 người, Anaheim 6.789 người. Xin lỗi đọc lại nhé, Santa Ana 7.619 người, Anaheim là 6.789 người, Garden Grove là 2.130 người. Orange là 1.819 người, đang đọc cái số người nhiễm bệnh tại các thành phố này đó quý vị. Fullerton là 1.793 người, Huntington Beach là 1.787 người, Irvine là 1.240 người, Westminster là 708 người, Stanton là 487 người, Fountain Valley là 380 người. Tại Los Angeles County láng giềng, số người trẻ nhiễm bệnh tăng lên nhưng số nhập viện đã giảm xuống rõ rệt. Sở Y tế LA County cho biết có thêm 1.789 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong mới trong báo cáo ngày Chủ nhật. Số người trẻ nhiễm bệnh tiếp tục tăng 35% trong lứa tuổi từ 30 đến 49 và 69% trong số cư dân 50 tuổi. Số ca nhập viện tại LA County tiếp tục đi xuống với con số 1.514 bệnh nhân trong ngày thứ Bảy so với 2017 cách đây 2 tuần lễ. Tương tự, trong tình hình tuần này, tình hình lây nhiễm có vẻ lạc quan khi báo cáo cho thấy số người nhập viện tại Cali liên tục sụt giảm. Bộ Y tế Cali cho biết tính đến thứ Bảy có 6.956 người nhập viện và ít hơn 321 người trong báo cáo ngày thứ Sáu. Với báo cáo trên lần đầu tiên, số người nhập viện ít hơn 7.000 tính từ đầu tháng 7, và đây là 4 ngày liên tục các ca vào bệnh viện giảm xuống. Tính đến ngày thứ Bảy, toàn tiểu bang ghi nhận 6.060 ca mới, 144 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 554.048 trường hợp và 10.315 trường hợp đã tử vong. Bản tin nước Mỹ đặc biệt thứ Bảy, người giàu Mỹ có người đã chi nhiều tiền để giữ chỗ học tại các trường điểm cho con. Có tin nói rằng dù tạm rời New York để trốn chạy dịch bệnh, một số gia đình giàu có ở Mỹ vẫn chi hàng chục nghìn đô để giữ chỗ cho con cái họ tại các trường hàng đầu tại thành phố. Theo Lombard, dẫn lời một bà mẹ tại khu phố Thượng Lưu Upper East Side thuộc New York kể, cô đã chi trung bình tới 50.000 đô, tương đương 1.2 tỷ tiền Việt Nam trên một đứa con, nhằm dành cho mỗi đứa trẻ một suất học tại trường tư thục danh tiếng ở khu Manhattan. Cô đồng thời đăng ký cho chúng theo học tại các trường công cách đó hơn 3,2 km nơi gia đình đang tạm trú để né tránh sự tấn công của dịch bệnh. Trong thế giới của trường tư thục ít ỏi ở New York, nơi học phí có thể cao tương đương một trường đại học, danh tiếng, quá trình bảo đảm đầu vào luôn gây ra căng thẳng lo lắng cho các bậc phụ huynh.
Năm nay sau khi các biện pháp phong tỏa chống dịch khiến cho nhiều gia đình có điều kiện phải di dời tới những địa điểm an toàn hơn, nhiều người vẫn chần chừ liệu họ có nên ở xa thành phố và đối mặt nguy cơ mất chỗ học cho con tại trường điểm hay không. Giải pháp của họ là chi mạnh tay cho tất cả lựa chọn. Một số gia đình nói với các nhà quản lý rằng họ đã đặt cọc giữ chỗ không hoàn lại ít nhất 2 trường, thực tế khiến các trường đối mặt với thế kẹt khi các học sinh đã được cha mẹ đăng ký giữ chỗ nhưng rốt cuộc lại không đến học. Bản tin đặc biệt thứ 8, Mỹ lập kỷ lục với hơn 5 triệu ca nhiễm COVID-19. Mỹ lập kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 vào thứ Bảy với hơn 5 triệu người bị nhiễm theo số liệu kiểm đếm bởi Reuters. Trong khi quan chức bệnh truyền nhiễm hàng đầu của đất nước khơi lên hy vọng bộ đầu tư sẽ có một loại vaccine hữu hiệu có thể đưa ra thị trường vào cuối năm. Với một trong số 66 người dân bị nhiễm bệnh, Mỹ dẫn đầu về số ca nhiễm. Một trên 66 người dân bị nhiễm bệnh, đó là một tỷ lệ cao đúng không quý vị? Theo quan chức Reuters, Mỹ đã ghi nhận 160.000 ca tử vong, gần 1/4 tổng số ca tử vong toàn thế giới. Bác sĩ Anthony Fauci ngày thứ Tư nói với Reuters rằng đến cuối năm nay có thể có ít nhất một loại vaccine hữu hiệu an toàn. Nhưng ông Trung có cái nhìn lạc quan hơn, nói rằng có thể Mỹ sẽ có vaccine vào thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11. Mặt khác, trong ngày thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ kinh tế cho người Mỹ bị tổn thương bởi đại dịch sau khi Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận của Quốc hội. Ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ cũng báo cáo mức tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại đáng kể trong tháng 7 cho việc thấy việc viện trợ bổ sung của chính phủ là một nhu cầu cấp thiết và thỏa đáng. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Trump nhấn mạnh chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho người lao động. Đây là khoản tiền họ cần tạo động lực giúp họ trở lại làm việc, Reuters dẫn lời ông nói như vậy. Theo đó, người dân Mỹ sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp $400 một tuần. Khoản trợ cấp này thấp hơn mức $600 một tuần trong gói giải cứu kinh tế được Quốc hội thông qua và sắp phát hành. Ông Trung cho hay số tiền trợ cấp thất nghiệp cũng có thể chi $300 một tuần, trong đó $100 trích từ ngân sách của bang. Điều này tương ứng với đề xuất của đảng Cộng hòa trong dự luật ngân sách cứu trợ $200 một tuần, nhưng vấp phải chỉ trích của đảng Dân Chủ vì không chi $600 như dự kiến. Một sắc lệnh khác đưa ra các biện pháp giúp bảo vệ người dân tránh bị ép phải rời khỏi nhà thuê vì không có khả năng trả tiền nhà do mất việc. Sắc lệnh thứ ba liên quan đến việc hỗ trợ các khoản vay sinh viên. Sắc lệnh cuối cùng là tạm thời ngừng thuế thu nhập cá nhân. Điều này vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ của lưỡng đảng. Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng liên quan đến việc Mỹ lập kỷ lục với hơn 5 triệu ca nhiễm virus corona đã kết thúc cái chương trình US Hot News ngày hôm nay của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị đăng ký like, share để ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.